Chào anh em, là một cái người nam giới, tôi rất là sợ khi mà bản thân tôi có mùi hôi, hoặc là tôi nghi ngờ rằng tôi đang có mùi hôi. Là vì ngoại trừ những cái người bạn thân thiết, ngoại trừ gia đình, thì khi mà chúng ta giao tiếp với những người khác, chúng ta có mùi hôi, họ sẽ không nói cho chúng ta biết. Họ chỉ giao tiếp một lần và biến mất mà thôi. Và bản thân tôi là một người nam giới, tôi không muốn tôi bị hôi, và tôi cũng không muốn anh em ở đây có cái mùi hôi ngầm mà mình không biết. Cho nên là anh em đi cùng tôi toàn bộ clip này để kiểm tra thật là nhanh nè. Let's go. Cái dấu hiệu thứ nhất, anh em có thói quen sử dụng những cái loại thuốc lá điện tử. Vì khi mà anh em hút thuốc lá điện tử, cái khoang miệng của anh em nó bị khô, tạo điều kiện rất là dễ cho những cái vi khuẩn nó sản sinh ở trong đó. Đánh răng hoặc là súc miệng xong, nó vẫn hôi rất là nhiều. Cho nên cái cách khắc phục ở đây, nếu như mà anh em có bỏ được hoàn toàn việc hút hít thì nó quá tốt rồi. Nhưng mà nếu như mà anh em chưa có bỏ được, thì ở trong ngày anh em phải tăng cường cái lượng nước anh em nạp vào, nó giúp cho cái miệng của anh em nó đỡ bị khô hơn. Và nếu được nữa thì hãy sử dụng những cái loại nước súc miệng có cái tính năng là làm cho cái miệng của anh em không có bị khô nữa nha. Vì nếu như cái miệng của anh em bị khô thì nó không khác gì cái việc anh em ngủ một đêm và nói chuyện với người khác đâu. Cái dấu hiệu thứ hai, anh em thường xuyên bị ọi ra, có những cái vấn đề liên quan tới dạ dày, ví dụ như là bị đau dạ dày đó, bị trào ngược thực quản. Để tôi kể cho anh em nghe một câu chuyện, tôi từng bị cái việc này rồi. Hồi xưa có một lần tôi đi tập gym anh em, tôi nghe một cái mùi nó rất là thúi luôn. Thế là tôi nghĩ rằng là thằng cha nào mà chơi dơ quá, tại sao thả một bãi đi chỗ khác tập. Nhưng mà 10 phút sau, cái mùi nó vẫn không hết thúi. Tôi đi chỗ khác cái mùi nó cũng không hết thúi. Và anh em biết là cái mùi từ đâu ra không anh em? Cái mùi nó xuất phát từ cái việc mà tôi thở ra lúc mà tôi tập đó anh em. Cái mùi đó nó thúi là tại vì cái bao tử của tôi có vấn đề. Cho nên nếu anh em ở đây thấy mình có cái dấu hiệu bị bao tử thì tôi khuyên thật anh em là hãy chữa trị nó càng sớm càng tốt đi. Cái dấu hiệu thứ ba là anh em đã không có thay quần lót của anh em hơn 3 tháng rồi. Anh em đi vệ sinh và cái việc mùi tinh dịch của anh em thì cái mùi đó nó ghê như thế nào. Hãy 3 tháng thay quần lót một lần và mỗi ngày không được mặc lại chiếc quần lót cũ nha anh em. Cái dấu hiệu anh em đang bị hôi ngầm thứ tư là đã quá lâu rồi anh em chưa có dọn dẹp cái phần nách của mình. Nhiều anh em ở đây có một cái lầm tưởng rằng là nách của anh em sẽ chỉ bị hôi khi mà anh em bị cái bệnh tên là hôi nách mà thôi. Nhưng mà thật ra nó không có phải nha anh em. Vì kể cả một cái người bình thường á, thì trong một cái ngày hoàn toàn vẫn có thể phát ra cái mùi hơi khó chịu từ nách. Và đặc biệt á, là một cái người nam giới nữa anh em. Cái tệ của cái việc hôi nách á anh em là bản thân của chúng ta sẽ không có biết được cái chuyện đó, mà những cái người xung quanh á, họ lại nghe cái mùi này rất là rõ. Cho nên là chắc chắn rằng là anh em không có muốn nách của anh em bị hôi đâu. Cho nên cái cách khắc phục á, anh em có thể tham khảo cách sau đây. Anh em có thể cạo luôn hai cái phần lông nách của mình giống như tôi nè. Cái cách khắc phục thứ hai á là anh em có thể sử dụng những cái loại lăn nách, nhưng mà không phải là lăn nách mà nó có mùi thơm nha, mà là những cái loại lăn nách mà nó giúp cho anh em ngưng chảy mồ hôi ở tuyến nách đó anh em. Khi mà tắm á, hãy vệ sinh kỹ, chà kỹ cái phần nách này nha anh em. Cái dấu hiệu hôi ngầm thứ năm, anh em thường xuyên mang những đôi giày bịt mũi chân của anh em rất là nhiều và trong thời gian rất là lâu. Thì trong 5 người nam giới tôi vừa gặp thời gian gần đây á, thì 3 người người ta đã bị hôi chân. Nhưng mà cái điều là người ta không hề hay biết luôn anh em ơi. Có hai nguyên nhân chính này nè anh em. Cái nguyên nhân đầu tiên là cái việc mà anh em mang giày dính mưa dính nắng, dẫn tới việc là ở trong cái đôi giày đó nó có một cái môi trường rất là thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nên khi mà anh em chọc chân vào chắc chắn chân của anh em sẽ có mùi hôi. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái thói quen tắm chưa đúng cách của anh em. Với cách khắc phục anh em có thể tham khảo là nếu như mà anh em thấy mình thường xuyên bị chảy mồ hôi tay mồ hôi chân, thì sau một ngày anh em đi về nhà có thể thử cái cách là ngâm chân mình ở trong nước ấm, mà trong nước ấm nó có một chút gừng nha. Cái cách này giúp cho tôi đã loại bỏ cái mùi hôi chân của tôi do cái việc đi bộ quá nhiều. Hoặc là anh em có thể sử dụng những cái loại bột để anh em thoa vào bàn chân nè, những cái loại xịt giày để cho giày của anh em nó không có bị thúi trong đó nữa. Nhưng mà đặc biệt nhất á là lúc mà anh em tắm rửa, hãy chịu khó chà cái lòng bàn chân của mình luôn nha, và ở những cái khẽ ngón chân của mình, vì đó là những nơi rất là hôi đó anh em. Cái dấu hiệu thứ sáu, đã rất là lâu rồi anh em chưa đi khám răng miệng của mình. Mà anh em biết là khi một cái người có vấn đề về răng miệng á, nó có thể nằm trong ba cái vấn đề chính này. Cái vấn đề thứ nhất là cái người này bị sâu răng, cái vấn đề thứ hai là cái người này bị cao răng quá nhiều, và cái vấn đề thứ ba là cái người này bị răng khô nhưng mà không có chịu đi nhổ ra. Đồ ăn nó có thể dính vào những cái khẽ răng rất là sâu ở bên trong của anh em, là trong cái răng khô của anh em á, mà đồ ăn kết hợp với acid nước miếng trong miệng của anh em, nó bốc ra một cái mùi mà nó giống như là cái mùi đồ ăn đang phân hủy á anh em. Mà anh em tưởng tượng coi, cái mùi đó nó phát ra chính từ cái miệng của anh em. Cho nên là nếu được á thì anh em hãy có thói quen đi kiểm tra răng miệng của mình.
mình 3 tháng một lần, 6 tháng một lần đi. Cho nên là để tóm gọn cái clip này lại, những cái chỗ mà nam giới thường xuyên bị hôi nhiều nhất là miệng, cái thứ hai là nách, cái thứ ba cái lòng bàn chân của anh em, cái thứ tư là cái phần quần lót. Ngoài ra anh em cũng có thể bị hôi lưỡi nữa nha. Anh em hãy luôn luôn có cái thói quen là chà lưỡi mỗi lần anh em đánh răng. Đó là đủ những cái quan trọng nhất trong cái việc anh em không lo rằng mình bị thúi ngầm rồi đó anh em. Nếu như anh em thấy mình có những cái dấu hiệu này, tôi cực kỳ khuyến khích anh em hãy đi trị nó dứt điểm càng sớm càng tốt. Và nếu như anh em thích đó, hãy comment cho tôi biết. Clip sau tôi sẽ làm một cái clip nói về tổng hợp những cái cách khiến cho nam giới thơm toàn diện từ A cho tới lúc cô ấy á luôn. Và nếu như anh em thích những cái nội dung mà tôi làm nãy giờ với anh em thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh đi, để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn vào những clip sau đến từ kênh Men's Bay nha. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau đến từ kênh Men's Bay. Còn bây giờ thì chào anh em.